Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục cùng các bạn khám phá ba câu chuyện đầy kỳ bí và khó tin. Những câu chuyện mà nghe qua có thể bạn sẽ nghĩ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay phim ảnh, nhưng đôi khi sự thật còn vượt xa hơn những gì chúng ta tưởng. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện bí ẩn, lạ lùng và rùng rợn thì bạn đã xem đúng kênh rồi đó. Bạn đừng quên subscribe và mở chuông thông báo để không bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Còn bây giờ, không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với những câu chuyện của ngày hôm nay luôn. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 1957. Larry Bader, khi ấy 31 tuổi, sống cùng vợ Mary Lou và ba đứa con tại Akron, Ohio. Larry là một người chồng tận tâm, một người cha tốt, nhưng lại gặp khó khăn trong công việc kinh doanh. Trong nhiều năm, anh đã thử mở nhiều doanh nghiệp, nhưng tất cả đều không thành công, khiến gia đình anh rơi vào cảnh nợ nần. Dù mong muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, Larry buộc phải gác lại ước mơ và tìm một công việc để duy trì cuộc sống gia đình. Anh bắt đầu bán dụng cụ nhà bếp cho một công ty địa phương. Dù công việc này đủ để lo cho gia đình, Larry vẫn không cảm thấy hài lòng. Vào những dịp cuối tuần, nếu có thể thu xếp được với vợ, Larry sẽ lái xe lên hồ Erie, cách nhà 1 giờ, để câu cá. Đó là cách anh giải thoát khỏi những áp lực cuộc sống. Ngày 15 tháng 3, anh nói với vợ rằng anh muốn lên hồ Erie câu cá trong vài ngày tới. Dù đồng ý, vợ anh lo ngại vì dự báo thời tiết nói rằng sẽ có bão lớn. Larry trấn an vợ rằng mọi chuyện sẽ ổn vì ảnh hưởng của những cơn bão thường bị thổi phồng lên và anh đã chuẩn bị kỹ. Sau khi hôn tạm biệt vợ con, Larry lên xe và đi. Tối hôm đó, một cơn bão lớn đổ bộ xuống hồ Erie, mạnh hơn nhiều so với dự báo. Sáng hôm sau, lực lượng bảo vệ bờ biển phát hiện chiếc thuyền của Larry đang trôi vô định trên mặt nước với một số hư hỏng nhỏ và một mái chèo bị mất. Tuy nhiên, Larry không còn ở trên thuyền. Dù cuộc tìm kiếm kéo dài, Larry vẫn bịt tâm và cuối cùng bị tuyên bố mất tích. Dù không có thi thể, gia đình anh vẫn tổ chức đám ma và vợ anh thì nhận được tiền bảo hiểm nhân thọ để chăm lo cho cuộc sống của cô và các con. 8 năm sau, vào năm 1965, Susan Pekka, cháu gái của Larry, đi cùng bạn đến một triển lãm thể thao ở Chicago. Khi họ đang dạo quanh các gian hàng, Susan chú ý đến một đám đông đang vây quanh để xem một cuộc thi sử dụng cung tên. Người đàn ông đứng ở trung tâm có một bộ ria mép rất đặc trưng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Ông ta có kỹ năng rất tốt, nhưng điều đã khiến cho Susan bàng hoàng chính là ngoại hình của ông ta. Ông ta giống hệt chú Larry của cô. Bị sốc, Susan đến gần và nói chuyện với người đàn ông. Tuy nhiên, ông ta khẳng định mình là Fritz Johnson, không phải Larry Bader. Fritz giới thiệu rằng anh sống ở Omaha, Nebraska, làm phát thanh viên truyền hình và chưa từng đến hồ Erie. Dù vậy, Susan không thể gạt bỏ cảm giác rằng Fritz chính là chú Larry của cô, và cô quyết định thông báo cho gia đình. Hai người chú của Susan nhanh chóng bay đến Chicago để gặp Fritz. Khi họ đến, cả hai đều tin chắc rằng Fritz chính là người anh trai Larry của họ. Cuối cùng, họ thuyết phục Fritz làm xét nghiệm dấu vân tay, và bất ngờ là kết quả xác nhận rằng Fritz Johnson thực ra chính là Larry Bader. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Larry, người đã mất tích 8 năm trước, hoàn toàn không có ký ức nào về cuộc sống cũ của mình. Anh khẳng định rằng mình chỉ nhớ về cuộc sống hiện tại với tư cách Fritz Johnson. Từ lúc Larry biến mất cho đến khi xuất hiện trở lại với danh tính mới, người ta chỉ biết rằng anh đã bắt đầu cuộc sống ở Omaha không lâu sau khi mất tích. Anh xin việc tại một quán bar, sau đó trở thành phát thanh viên thể thao nổi tiếng. Larry, giờ là Fritz, đã có một gia đình mới và trở thành một phần quan trọng của cộng đồng Omaha. Tuy nhiên, khi sự thật được phơi bày, cuộc sống của Fritz sụp đổ. Anh bị đuổi việc. Người vợ thứ hai quyết định rời bỏ Larry vì cuộc hôn nhân này thực tế là chưa bao giờ hợp pháp, và công ty bảo hiểm yêu cầu hoàn lại khoản tiền bảo hiểm đã trả cho vợ đầu của Larry. Dù có bằng chứng rõ ràng về thân phận thực sự của mình, Fritz vẫn không thể nhớ được gì về cuộc đời trước kia, và các bác sĩ kết luận rằng anh bị mất chứng mất trí nhớ nghiêm trọng. Một năm sau khi sự thật được phát hiện, Fritz qua đời vì bệnh ung thư đôi mắt. Cho đến ngày nay, câu chuyện về Larry Bader hay Fritz Johnson vẫn là một trong những trường hợp bị mất trí nhớ kỳ lạ và khó tin nhất từng được ghi nhận. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với câu chuyện tiếp theo. Cách thị trấn du lịch nổi tiếng Amaga ở phía bắc Colombia không xa, có một khu rừng rậm xanh mượt. Nếu biết đường, bạn có thể đi bộ qua khu rừng này và đến một cây cầu đường sắt khổng lồ đã rất là cũ và bị bỏ hoang. Vị trí của nó ngay giữa một hẻm núi sâu. Mặc dù cây cầu này không còn được sử dụng cho xe lửa, nhưng lại thu hút một lượng lớn người đến để thử thách bản thân với hoạt động nhảy bungee, một trò chơi mạo hiểm mà trong đó người chơi sẽ nhảy từ trên cao xuống với dây thun cột vào chân, đảm bảo rằng họ sẽ không chạm đất khi dây kéo căng hết mức. Vào đầu tháng 7 năm 2021, Yesenia Gomez, một luật sư 25 tuổi sống ở thành phố Medellin, cách Amaga khoảng 1 giờ đi xe, đã quyết định thử nhảy bungee. Yesenia đã nhiều lần nghĩ đến việc thử thách bản thân với trò chơi này, nhưng mỗi khi đến lúc thực sự nhảy, cô lại do dự vì quá sợ. Tuy nhiên, lần này cô dường như đã có đủ can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Nghe thấy quyết tâm của bạn gái, bạn trai cô ngay lập tức gọi đến công ty bungee ở Amaga để đặt lịch. Ngày 18 tháng 7, họ lên xe và di chuyển đến cầu nhảy bungee.
Khi đến nơi, họ ngạc nhiên trước số lượng người đang xếp hàng để chờ đợi được nhảy. Yesenia và bạn trai đứng đợi trong nhiều giờ, quan sát những người nhảy trước. Ban đầu, cô cảm thấy tự tin, nhưng sau khi chứng kiến những người khác nhảy, nỗi sợ hãi bắt đầu trỗi dậy trong đầu cô. Bạn trai cô liên tục động viên, trấn an rằng tất cả đều an toàn, rằng cô sẽ cảm thấy rất tự hào về bản thân khi nhảy. Dù vậy, Yesenia vẫn không thể thoát khỏi nỗi hoang mang, nhưng cô không định từ bỏ. Cuối cùng, sau nhiều giờ chờ đợi căng thẳng, Yesenia và bạn trai đã đến lượt. Họ bước đến mép cầu, nơi nhân viên bắt đầu buộc chắc dây an toàn vào người họ. Yesenia đang hoảng loạn, tâm trí cô gần như không còn nhận thức rõ ràng. Rồi bất chợt, một trong những nhân viên hô lên rằng hãy nhảy đi. Nhưng lời nói đó không phải dành cho Yesenia, mà là dành cho bạn trai cô. Trong lúc hoảng loạn và không nhận ra rằng dây thun chưa được gắn vào chân, Yesenia nhảy xuống. Ngay lập tức, nhận ra điều kinh hoàng đang xảy ra, bạn trai cô hoảng hốt tháo hết dây an toàn của mình. Yesenia không mất mạng do va chạm với mặt đất, mà do cô đã bị một cơn đau tim ngay trong lúc đang rơi xuống. Cô có lẽ đã nhận ra rằng mình đã nhảy quá sớm và không có dây an toàn, và nỗi sợ hãi tột cùng trong khoảnh khắc rơi tự do đó đã cướp đi sinh mạng của cô. Câu chuyện về Yesenia Gomez là một trong những câu chuyện đáng buồn và ám ảnh nhất về sự nguy hiểm của việc nhảy bungee khi không cẩn trọng và cảnh giác, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự tập trung và an toàn khi tham gia những hoạt động mạo hiểm như vậy. Và bây giờ bạn hãy chuẩn bị tâm lý vì chúng ta sẽ đến với câu chuyện cuối cùng, một câu chuyện đáng sợ đến mức mà ngay cả mình cũng bị ám ảnh. Câu chuyện này xảy ra vào năm 1974. Một người đàn ông tên là Michael Taylor, 31 tuổi, sống một cuộc sống yên bình cùng vợ là Christine và năm đứa con của họ tại Osset, một thị trấn nhỏ ở miền trung nước Anh. Ông được hàng xóm mô tả là một người cha tốt, một người chồng yêu thương gia đình và đặc biệt có tính cách hài hước. Hàng xóm thường nghe tiếng cười của Michael hoặc những câu chuyện cười ông kể với gia đình khi họ đi ngang qua nhà Taylor. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm đó, mọi thứ tươi đẹp đã thay đổi hoàn toàn. Michael gặp phải một tai nạn khi đang sửa nhà. Ông ngã từ trên cao xuống và bị đau lưng. Dù chấn thương không nghiêm trọng, nhưng cơn đau kéo dài đã làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng của ông. Michael dần trở nên u sầu, buồn bã và thậm chí còn dễ nổi cáu với mọi người trong gia đình mình. Michael vốn không phải là một người sùng đạo, nhưng vào thời điểm đó, một người bạn đã khuyên ông nên tìm kiếm sự trợ giúp từ tôn giáo, cụ thể là một nhóm cầu nguyện có tên là Nhóm Thông Công Kitô. Nhóm cầu nguyện này do Mary Robinson, 21 tuổi, lãnh đạo. Cô là một người rất thân thiện và nhiệt tình. Bạn của Michael tin rằng Mary có thể giúp ông vượt qua được những khó khăn tâm lý mà ông đang gặp phải. Vì vậy, Michael quyết định tham gia vào buổi cầu nguyện. Ngày 12 tháng 9, Michael đến nhà thờ, nơi nhóm họp mặt. Ông được chào đón nồng nhiệt bởi các thành viên trong nhóm và đặc biệt là Mary. Người phụ nữ trẻ này tỏ ra rất vui mừng khi gặp Michael và mời ông ngồi ngay cạnh cô. Trong buổi cầu nguyện, Michael cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, như thể nỗi đau và buồn bã của ông đã biến mất. Tuy nhiên, khi buổi họp kết thúc và ông trở về nhà, những cảm giác tiêu cực lại quay trở lại. Sau đó, Michael thường xuyên tham dự các buổi cầu nguyện. Ông ngày càng thân thiết với Mary. Họ thậm chí còn dành thời gian sau buổi họp để cầu nguyện riêng. Điều này đã dấy lên nhiều tin đồn trong cộng đồng rằng hai người có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng. Những tin đồn lan rộng và cuối cùng đã đến được tai của Christine, người vợ của Michael. Cô ấy đã nghi ngờ từ trước vì chồng mình thường xuyên nhắc đến Mary khi về nhà. Vào ngày 1 tháng 10, Christine quyết định đối đầu với Michael. Cô theo ông đến buổi họp mặt của nhóm cầu nguyện và ngay lập tức xông vào nhà thờ. Cô buộc tội Michael ngoại tình trước mặt tất cả mọi người và yêu cầu ông thừa nhận. Thay vì trả lời vợ, Michael quay sang nhìn Mary với ánh mắt đầy dữ tợn, khiến cô sợ hãi và hét lên. Mary sau này kể lại rằng vào lúc đó, Michael không còn là chính mình mà trông giống như một con thú hoang với ánh mắt điên dại. Ngay sau đó, Michael bắt đầu phát ra những âm thanh lạ lùng, không phải tiếng người. Mọi người trong phòng hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Michael lao về phía Mary như muốn tấn công cô. Những người khác trong nhóm nhanh chóng lao vào giữ Michael, nhưng phải rất vất vả mới khống chế được ông ta. Mãi đến khi Mary cũng bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như là đang giao tiếp bằng một ngôn ngữ kỳ lạ, Michael mới ngừng vùng vẫy. Nhưng cả hai vẫn tiếp tục giao tiếp với nhau bằng những ngôn ngữ kỳ bí đó. Sau khoảng một giờ, Michael dường như kiệt sức và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, ông không nhớ gì về những gì vừa xảy ra. Mary sau đó nói với Michael và Christine rằng cô tin rằng Michael đã bị quỷ ám và cách duy nhất để giải thoát ông là thực hiện một nghi lễ trừ tà. Ngày hôm sau, giáo hội Anh giáo đã cử hai mục sư đến để thực hiện nghi lễ diệt trừ tà ma cho Michael. Buổi lễ kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, Michael liên tục la hét, vật lộn và có những biểu hiện rất đáng sợ. Các mục sư phải buộc chặt ông lại để ngăn Michael gây hại cho bản thân hoặc người khác. Cuối cùng, họ thông báo rằng đã trục xuất được 37 linh hồn quỷ
nhưng vẫn còn 3 linh hồn nữa mà họ không thể hoàn tất ngay lúc đó. Họ khuyên Michael và Christine về nhà nghỉ ngơi và hứa sẽ hoàn tất nghi lễ đó vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi về nhà, Michael lại rơi vào trạng thái cuồng loạn. Ông tấn công Christine một cách tàn bạo. Khi cảnh sát đến, họ phát hiện Michael hoàn toàn không một mảnh vải che thân và đang ngồi cười khúc khích trên đường phố. Cảnh tượng bên trong nhà Michael còn khiến các cảnh sát kinh hoàng hơn. Christine lúc này đã qua đời. Các dấu vết tại hiện trường cho thấy cô đã bị tấn công tàn bạo và đến con chó của họ cũng không thể sống sót. Tại phiên tòa, cả bên công tố lẫn bên bào chữa đều đổ lỗi cho giáo hội Anh giáo và Marie vì đã khiến Michael tin rằng ông bị ma quỷ nhập dẫn đến hành vi bạo lực không kiểm soát. Michael được tòa tuyên chán án vì lý do tâm thần và chỉ phải trải qua 4 năm điều trị tâm lý trước khi được thả tự do. Câu chuyện về Michael Taylor đến nay vẫn được coi là một trong những trường hợp quỷ ám thời hiện đại hiếm hoi mà nhiều người tin là có thật. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 3 câu chuyện đầy ly kỳ và khó tin. Mỗi câu chuyện đều mang lại những cảm xúc khác nhau và khiến chúng ta phải suy ngẫm về những điều kỳ lạ trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên để lại bình luận về câu chuyện nào khiến bạn ấn tượng nhất. Và nếu bạn có những câu chuyện thú vị khác, hãy chia sẻ với mình. Như thường lệ, đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.